chào mọi người, mình tên là Lê Thị Anh, sinh viên khóa 3 của trường Đại học EdX. Và bây giờ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại kiến thức mà mình đã được học trong buổi ngày hôm nay của bộ môn Focus on Excellence. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một chủ đề mang tên là cách để chúng ta tạo ra những tri thức mới cho chính chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng mình được học, tức là được khai thông rất nhiều về cái việc mà chúng ta cần phải chủ động trong cái việc là chúng ta tiếp nhận thông tin và làm như thế nào để biến những cái thông tin bên ngoài, những cái nguồn dữ liệu, nguồn data bên ngoài trở thành những cái thông tin, những cái kiến thức, những cái tri thức của chúng ta và nó có thể vận dụng cũng như là tạo nên những cái giá trị của chúng ta, giúp cho chúng ta có được cái sự thành công hơn và giúp chúng ta trở thành một người hiểu biết sâu sắc hơn. Và khi chúng ta đã trở thành một người hiểu biết sâu sắc thì chắc chắn là những việc mà chúng ta làm ra thì là những việc đều sâu sắc và những cái việc đó thì sẽ không khiến chúng ta bị hối hận, cũng như là khiến chúng ta vui vẻ, cũng như là thoải mái hơn, có được nhiều cái sự tự tin cũng như là nhiều cái sự bản lĩnh hơn. Và hôm nay thì mình đã được học những cái gì và mình cũng muốn là chia sẻ với mọi người để mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn về cái việc là chúng ta cần phải học chủ động và cần phải chủ động trong cái việc chúng ta tiếp nhận thông tin, tiếp nhận nguồn tri thức mới nó như thế nào và làm sao để chúng ta có thể vận dụng được những cái tri thức đó ra đời sống và thực hành nó cũng như là trải nghiệm nó. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cái quy trình mà chúng mình đã được học trong buổi học ngày hôm nay về cái việc mà chúng ta tạo ra cái nguồn tri thức mới của chúng ta như thế nào. Như các bạn biết thì mỗi một ngày chúng ta tiếp nhận được vô cùng nhiều thông tin. Và lúc đầu thì nguồn thông tin đó nó không phải là những nguồn thông tin mà nó chỉ là những nguồn dữ liệu mà thôi, nguồn data mà thôi. Nó chưa có đúng, chưa có sai và tức là nó có vô vàn và có rất nhiều. Một ngày bạn tiếp xúc, bạn tiếp thu rất nhiều, bạn tiếp nhận được rất nhiều cái nguồn data. Thông qua cái ngũ quan của chúng ta thì chúng ta đã tiếp nhận được rất nhiều nguồn data như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết là nó đúng hay nó sai và nó phải thông qua một cái bộ lọc. Thì sau khi mà có một cái bộ lọc đấy thì cái nguồn data của chúng ta nó sẽ biến thành những cái nguồn thông tin. Tức là những cái nguồn thông tin này nó đã được chắt lọc rồi, tức là nó đã, ví dụ hôm nay bạn được nghe rất nhiều những câu chuyện đấy là cái nguồn data, nhưng bạn vẫn chưa hiểu nó, thì sau một quá trình chắt lọc, sau một quá trình tức là một cái quá trình mà để chúng ta có thể nghiền ngẫm về nó thì chúng ta đã có được những cái nguồn thông tin là hôm nay là bạn được nghe một cái câu chuyện kể về cái gì, thì đó chính là một cái nguồn thông tin. Và sau khi mà chúng ta đã có một cái nguồn thông tin như vậy rồi thì chúng ta cần phải có một cái quá trình suy nghĩ để chúng ta suy nghĩ để nó biến cái nguồn thông tin đó để nó trở thành cái sự hiểu biết của chúng ta. Và trong quá trình mà biến nguồn thông tin thành cái sự hiểu biết của chúng ta thì nó phải trải qua rất nhiều những quá trình nữa. Và một trong những cái quá trình ở trong đấy thì cần phải có một cái sự kiểm chứng. Tức là chúng ta cần phải kiểm chứng xem là cái nguồn thông tin đấy của chúng ta là có đúng hay sai. Ví dụ khi bạn được nghe người khác nói về, ví dụ cách nhận xét, tức là khi mà bạn được nghe một người bạn của bạn nói về một người khác chẳng hạn là bạn này thế nọ, bạn này thế kia, thì bạn có ngay lập tức tin cái điều đó hay không, hay là bạn phải đi hỏi rất nhiều người xung quanh bạn đấy để xem bạn đấy là người thế nào. Và đặc biệt là chúng ta phải là người trực tiếp xúc với bạn đấy thì chúng ta mới có thể hiểu được tính cách và cũng như là con người của bạn đấy. Và cũng chưa chắc rằng là khi mà chúng ta đã tiếp xúc với bạn đấy chúng ta đã có thể hiểu hoàn toàn được những cái điều, những cái bản chất của bạn đấy đâu. Có khi là chính bạn đấy cũng không thể hiểu được, hoặc là cũng có khi là chính bạn ấy đang che giấu, hoặc là bạn ấy chỉ muốn thể hiện ra những cái điều mà chúng ta muốn biết về bạn ấy thôi, muốn biết về bạn ấy thôi. Vậy nên là chúng ta cũng chưa thể nào mà có một cái đánh giá hoặc là một cái nhận xét nào mà nó đúng hay sai về cái sự việc đấy cả. Và ở đây thì tại sao mình nói như vậy? Vì khi mà chúng ta đã có những cái sự nhận xét như vậy thì tức là chúng ta đã đưa cái ý thức chủ quan của chúng ta vào đấy rồi. Và khi mà chúng ta đã đưa cái ý thức chủ quan của chúng ta vào đấy rồi thì chắc chắn là cái nguồn thông tin của chúng ta nó không phải là một cái, tức là khi mà chúng ta có những cái đánh giá về những cái thông tin ấy, nếu chúng ta đưa cái ý thức chủ quan của chúng ta vào đấy thì nó sẽ không phải là những cái nguồn tri thức mới nữa, mà nó vẫn là cái sự hiểu biết cũ của chúng ta mà thôi. Và những cái sự hiểu biết cũ này thì chắc chắn là nó sẽ khiến chúng ta bị đóng cửa ở cái khả năng tư duy của mình, đóng cửa cái tâm trí của mình, tức là nó kìm hãm cái sự phát triển của chúng ta, không cho đầu óc của chúng ta mở mang và tiếp nhận những cái nguồn thông tin mới. Và đây là một trong những cái điểm mà mình, tức là một trong những cái điểm yếu lớn nhất mà mình cảm thấy được ở bản thân mình, và cũng như là mình thấy là mọi người chắc chắn là cũng sẽ bị mắc, vì chúng ta đưa quá nhiều cái ý thức chủ quan của chúng ta vào và chúng ta cũng chưa hề nào mà phân biệt rõ được đâu là ý thức chủ quan và ý thức khách quan. Nên cái việc mà chúng ta đưa cái ý thức chủ quan của chúng ta vào làm khiến cái nguồn thông tin của chúng ta bị sai lệch, cũng như là làm cho cái khả năng tiếp thu thông tin của chúng ta bị hạn chế, thì đây là một cái điều mà mình cảm thấy là khá là bị hụt hẫng khi mà mình, tức là nó có một cái gì đó, nó tức là mình không vui về cái điều đó và nó kìm hãm rất nhiều cái sự phát triển của mình, và mình cũng không hề biết được nó đang kìm hãm cái sự phát triển của mình. Nhưng sau cái buổi học ngày hôm nay thì mình đã có rất nhiều những cái sự hiểu biết thêm về cái việc là chúng ta cần phải có một cái quá trình kiểm chứng, cần phải có những cái nhìn đánh giá, những cái đánh
nhìn nó khách quan hơn về một cái sự vật hiện tượng, rồi thì chúng ta mới biến những cái nguồn thông tin đó trở thành cái sự hiểu biết của chúng ta. Và trong cái việc, trong cái quá trình hình thành nên cái sự hiểu biết của chúng ta phải có vô vàn những cái trải nghiệm, vô vàn những cái lần kiểm chứng thì chúng ta mới có thể hiểu được. Và chúng ta kiểm chứng thì thông qua những cái gì? Chúng ta kiểm chứng thì thông qua cái sự quan sát, cái sự tinh tế, cái sự nhạy bén của chúng ta với một cái sự vật hiện tượng. Và thường thì mình thấy là ở đây là cái sự nhạy bén trong quan sát là một trong những yếu tố mà mình cảm thấy nó vô cùng cần thiết trong cái việc mà chúng ta muốn đi kiểm chứng một cái việc gì đó nó đúng hay nó sai, nó có đang đúng với cái sự thật hay không. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được là cái nguồn thông tin chúng ta tiếp thu vào nó đang đúng hay là nó đang sai, nó có chất lượng hay không. Lúc đó thì chúng ta sẽ, tức là khi sau một quá trình kiểm chứng dài như vậy rồi thì chúng ta sẽ tự đưa ra được những cái lựa chọn cho riêng bản thân của mình, và tùy vào những trường hợp và tùy vào những hoàn cảnh thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn, những cái lý do khác nhau. Và đặc biệt là bạn hãy nhớ là trong cái quá trình chúng ta tạo nên cái sự hiểu biết của mình cũng như là tiếp nhận thêm những cái thông tin sự hiểu biết của mình, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải qua một quá trình kiểm chứng. Chúng ta đừng chỉ tin ở một phía. Và bản thân mình là một con người rất dễ tin, và khi mà chúng ta đã dễ tin như vậy thì chúng ta sẽ rất dễ dàng bị điều khiển. Khi mà mình nghe một người nói một cái gì đó thì mình có thể là mình ngay lập tức mình tin luôn, hoặc là nói chung là mình vẫn sẽ tin người ta, nhưng mà có thể là nhanh có thể chậm, nhưng mà mình vẫn sẽ tin người ta. Và mình cảm thấy đây là một cái điểm yếu của mình, vì khi mà mình tin người ta như vậy thì mình thực sự là mình đã chối bỏ bản thân của mình, và mình đã, tức là chưa thực sự là thấu hiểu bản thân của mình. Và khi mà mình tin người ta như vậy thì những cái kiến thức đó chỉ là của người ta, nó không phải là của mình, và mình không thể nào mà tiếp thu được cũng như là xây dựng nên những cái kiến thức mới cho riêng bản thân mình. Và đây là một điều mà mình cảm thấy là đây là một điểm yếu khá lớn, và mình sẽ cố gắng là cải thiện và khắc phục nó ở cái vấn đề này. Và sau khi mà chúng ta đã tiếp nhận được những cái nguồn thông tin như vậy, và chúng ta đã qua thông qua những cái quá trình kiểm chứng chất lọc thật kỹ càng, và chúng ta đã có những cái suy nghĩ, và từ những cái suy nghĩ, thông qua cái quá trình mà chúng ta suy nghĩ thì nó sẽ trở thành cái sự hiểu biết của chúng ta. Và cái sự hiểu biết này của chúng ta sẽ hiểu nó, và nó sẽ biến thành sẽ hiểu và sẽ nhớ nó. Và trong cái quá trình chúng ta nhớ, chúng ta hiểu nó thì nó sẽ biến thành cái niềm tin, cái hy vọng của chúng ta, nó sẽ biến thành những cái quan điểm của sự hiểu biết của chúng ta. Và trong cái việc mà chúng ta xây dựng nên những cái niềm tin, những cái sự hiểu biết như vậy thì nó sẽ hình thành nên những cái thói quen. Và những cái thói quen này thì nếu nó sẽ hình thành hai cái kiểu thói quen nhé. Nếu nó là những cái thói quen, những cái niềm tin tốt mà chúng ta không cải tiến nó mỗi ngày thì nó cũng sẽ là một cái điểm yếu. Còn nếu những thói quen, những niềm tin đó không phải là những cái thứ tốt thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, chúng ta sẽ trở thành một con người bị tiêu cực, và nó sẽ đóng cửa tâm trí của chúng ta, và chúng ta sẽ không mở mang được đầu óc, và sẽ không tiếp nhận được nhiều những cái nguồn thông tin mới. Và đây là cái việc mà thói quen xấu và những cái niềm tin xấu nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta. Và nếu mà chúng ta có những cái niềm tin tốt cũng như là những cái thói quen tốt thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng có thể là lúc đầu chúng ta chưa biết là những cái điều tốt đó nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện từng ngày, giúp chúng ta trở thành một người tốt hơn. Nhưng không, nếu ở trong một giai đoạn ngắn hoặc là chúng ta chưa có những cái mục tiêu lâu dài, chúng ta chưa có sự nhìn sâu, nhìn rộng, thì chúng ta cứ nghĩ là nó là một thói quen tốt, nó là những cái điều tốt và chúng ta cần phải tiếp tục, tức là chúng ta cần phải lặp đi lặp lại nó mỗi ngày để nó biến nó trở thành bản năng. Nhưng không, nếu mà chúng ta đã có những cái thói quen, những cái niềm tin như vậy mà chúng ta không cải tiến, chúng ta không sửa đổi sáng tạo nó từng ngày, chúng ta không có sự excellence của nó trong từng ngày, thì chắc chắn rằng những cái điều đó sẽ trở thành điểm yếu của chúng ta. Chúng ta sẽ bị người khác nắm thóp ở cái việc là chúng ta đang tin vào một cái điều gì đó, hoặc chúng ta đang có một cái thói quen gì đó, thì chúng ta sẽ bị người khác nắm thóp, và từ đó người ta sẽ rất dễ làm điều của chúng ta mà chúng ta không thể biết được. Và bản thân chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái thói quen này nó tốt, và chúng ta cũng không biết rằng là người ta đang dùng những cái điều tốt đấy của chúng ta để điều khiển chúng ta một lúc nào chúng ta không hề hay biết. Và ngay cả bản thân mình thì mình sau khi nghe được cái lời nói như vậy thì mình cảm thấy rất chi là rất bị nhột, tức là mình thực sự mình cũng không biết là mình đã có bao nhiêu cái thói quen tốt và bao nhiêu cái thói quen xấu, mình chỉ bình thản sống một ngày bình thường thôi. Nhưng mà sau khi nghe những cái điều như vậy thì mình biết là thói quen tốt cũng không có lợi và thói quen xấu cũng không có lợi, và chúng ta cần phải biết, tức là chúng ta cần phải linh hoạt nó, chúng ta còn phải biết sử dụng nó một cách linh hoạt và cải tiến nó từng ngày. Và tất cả mọi thứ đều phải cải tiến nó từng ngày, vì con người chúng ta được tiến hóa mà, nên là chúng ta cần phải cải tiến từng ngày để đi kèm với cái sự tiến hóa đó. Thì lúc đó chúng ta mới có thể chạy theo thời đại, và chúng ta mới có thể trở thành một con người của thời đại này, cũng như là có thể tiếp thu được nhiều những cái tri thức hơn, tri thức mới hơn của cái thời đại này. Nếu mà chúng ta không cải tiến thì chúng ta sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Tại vì là chúng ta tiến hóa theo từng ngày mà, công nghệ thông tin, tất cả mọi thứ nó đều phát triển rất nhanh theo từng ngày. Và nếu mà chúng ta không có được cái sự cải tiến, không có được những cái sự sáng tạo, thì chúng ta sẽ bị đi lùi so với mọi người. Và
Một vấn đề nữa mà trong buổi học hôm nay mà mình cảm thấy nó khá là hay, đó chính là cái việc mà chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể biết được đâu là một cái mối quan hệ tốt và đâu là một cái mối quan hệ có thể là chưa phù hợp với chúng ta. Và cái việc này thì có thể thông qua cái ánh nhìn, cái cảm nhận đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta gặp người đó. Thì những cái người mà thường là những cái người mà có sát khí ác ấy, những người giữ có sát khí không, tức là sát khí, cái sát khí người ta tỏa ra nó rất là ác ấy. Những người ác thì thường thì khi mà chúng ta đến gần họ thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều này. Nếu mà họ là một con người rất ác thì cái sát khí nó tỏa ra càng mạnh mẽ và khiến cho chúng ta cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta đứng gần. Vì vậy nên là trái ngược với cái những người như vậy thì là những người mà hiền hậu, những người lương thiện, có tâm vị lương thiện, thì cái sát khí, cái năng lượng mà người ta bao quanh, người ta tỏa ra khi mà chúng ta lại gần thì chúng ta cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng và rất êm ái, và khiến chúng ta muốn càng lại gần họ hơn. Thì chúng ta khi mà chúng ta gặp họ lần đầu tiên thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều này, biết được họ là một người ác hay là một người lương thiện, và chỉ thông qua cái đấy thì chúng ta có thể chọn được một số những mối quan hệ tốt hơn. Và đó cũng là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta có thể chọn được những cái mối quan hệ tốt, cũng như là có thể chọn được những cái mối quan hệ dài hơn để có thể giúp ích được cho bản thân của chúng ta trong tương lai và trong công việc rất nhiều. Và đó là cách mà chúng ta có một cái tiêu chí nhỏ thôi để chúng ta có thể chọn được một cái mối quan hệ tốt. Tại vì để có thể hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, cũng như là để có thể sống được, thì chúng ta phải có rất nhiều những cái mối quan hệ. Và hạnh phúc thì nó sẽ đến từ tất cả những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta. Và làm như thế nào để chúng ta chọn được những cái mối quan hệ tốt thì chúng ta sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Và những ai mà chọn được càng nhiều những cái mối quan hệ tốt thì họ sẽ càng hạnh phúc và họ sẽ càng được mọi người yêu mến. Và khi mà chúng ta được mọi người yêu mến, chúng ta đã có được nhiều những mối quan hệ tốt, thì làm gì chúng ta cũng sẽ rất thuận lợi và chúng ta sẽ đạt được nhiều những cái thành công trong công việc. Và đó là cái phần chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.